thấy hơi đau nha. Nước mắt đã rơi rồi. Ủa, em ở Hội An lận hả em? Dạ. Ủa, em ra đây có việc gì hay là đi ra nặng muộn thôi? Dạ, em đi học. À, đi học hả? Ngày nào cũng đi vậy hả? Hay sao? Dạ, từng đi mấy buổi cái gì. Thế thì phải xin ghé nhà. Dạ. Đừng có để lâu, hư da vậy. Bụng em khá là nhiều chứ không phải là ít nữa ha. Em bôi kem đều không? Có. Cố gắng đều hơn nữa giúp chị. Chứ chị thấy là bụng vẫn hơi bị lì ấy. Ý là em bôi kem bên chị chứ? Dạ không. Rồi, hay anh chị. Bụng lì dã man. Thế là em đang bôi kem gì vậy? Dạ, kem bác sĩ đưa ấy. Ý là em có thấy đỡ không? Em mới nặng gì thì đỡ chứ sao? Không, đừng có nói vấn đề nặng. Vấn đề nặng thì nó sẽ đỡ được ít rồi. Vấn đề em bôi thuốc nó có đỡ hay không? Nếu mà em không thấy đỡ thì thôi em ngưng đi rồi em nghe chị. Chứ cái mụn của em nó, nếu mà em không bôi đúng đồ á thì nó tạo em hơn á. Mà vậy nặng cục mụn của em nó quá lì luôn á. Hay chị tư vấn thôi, đó là quyền quyết định của em này. Nó nhìn chán đời quá. Hơi đau cục mụn xuống đó nằm tiền bắt gạo luôn. Ráng đau. Mấy cục đỉnh cao. Cục này hết đỉnh cao rồi. Wow. Nước mắt em rơi. Cố gắng em nghe. Thank you.
Bằng nước muối của mình đâu rồi ta? Cho chị xíu bằng nước muối. Sao được 3 phút nữa đây, muộn chi mà nó khó chịu kinh, nó khô khô mà. Nằm bên kia đã quá rồi, nằm bên kia không khi. Hết rồi. Không còn hy vọng. Đấy ra. Thôi rồi. Lấy thiệt sự luôn. Bỏ đi phút vài cái ta để coi nè, thò đây xíu xíu một cục máu. Một miếng đã này. Hơi máu xíu ra.